Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Có diện tích là 10x40, có 80 thổ cư nha. Đây là mặt tiền đường chính bầu chính Lăng Lớn nha. Ranh của nó bắt đầu tới đây nè. Từ cái cây sắt này nè. Độ dài phía bên này là tầm khoảng 10m mặt tiền đường nha. Hiện tại trên đất bên này đang trồng cây ăn trái mọi người, bơ, sầu riêng, rồi tiêu nữa. Răng của mình tới cái khoảng cây gòn này là hết nè. Được khoảng 10m mặt tiền đường nha. 10x40, 80 thổ cư. Đất đẹp bằng phẳng nha mọi người. Đất của mình là đất đỏ Ba Giang nha. Đang trồng bơ, sầu riêng với tiêu. Cái hướng bên này là mình đi ra ủy ban xã Lăng Lớn nha, ra đường Lăng Lớn xã Bang nha. Còn cái hướng bên này là mình đi ra Bầu Trinh, ra quốc lộ 56 nha. Ở đây có đèn đường, đường điện nhà nước đầy đủ. Lô đất của mình quay mặt về hướng nam nha mọi người. Tổng diện tích lô đất là 10x40, có 80 thổ cư. Lô đất này thích hợp cho những ai làm nhà vườn, nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha.